không biết nó vào từ lúc nào, nhưng mà cô vừa ấy đi xuống một lấy cái ngọn để đựng đồ, thấy nó nằm ở trong đấy thôi. Nó nằm ở trong này à? Nó nằm trong đây đấy. Mà cô thì mắt dám nó không nhìn rõ, nó có to lắm nó không, mà đen xì. Đen xì à? Ừ. À. Để cô vào xem nào. Từ từ. Nó ra rồi. Ừ, hay là cô xuống nó ra rồi. Ui, đây này anh ạ. À. Đâu? Đây này. Đây. Đâu? Mà mở dưới này. Ôi. Rất là nguy hiểm đấy, nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm luôn này. Vâng ạ, vâng, cứ mong cô có thật nhiều sức khỏe và em Tây có thật nhiều sức khỏe là tốt. Còn thế nha, cô nhận giúp cháu món quà nhỏ nhá. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn cô. Cô đang làm gì cô ấy? Cháu đang chơi đấy ạ. Vâng. Cô vừa ấy đi đò mò con rắn nó nằm trong đây to lắm mà không biết này. Con rắn nó nằm trong đây á? Ừ. Ôi giời. Nó ra chửi không, cô cũng không nhìn. Thế cô đang sùa đấy à? Cô đang sùa đấy. Ui giời. Ừ. Khoan không? Thái đây, để em để cái đây. À đây, hôm ngày hôm nay thì bọn con đến đây thì cũng có một chút quà Tết. Qua giờ thì cũng Thái ơi, từ từ đã, hắn vào trong đấy, không biết rắn gì, đừng vào trong đấy em ơi. Từ từ, nó cắn đấy. Ôm nhìn thấy nó chưa? Rồi. Rồi à? Đấy, thì ngày hôm nay thì bọn con đến này có một suất quà Tết bọn con gửi cho cô này. Đấy, thì Thái để vào đây đi chứ không vào xem là con rắn nó nằm ở đâu chứ. Đấy, cứ để vào đây. Nhưng mà cô thấy nâu chưa? Cô không biết nó vào từ lúc nào, nhưng mà cô vừa ấy đi xuống một lấy cái ngọn để đựng đồ, thấy nó nằm ở trong đấy thôi. Nó nằm ở trong này à? Nó nằm trong đây đấy. Mà cô thì mắt dám nó không nhìn rõ, nó có to lắm nó không, mà đen xì. Đen xì à? Ừ. À, thế thì từ để con chen cho, cẩn thận em ơi. Còn... nhưng mà to bằng bắp tay không cô? Cô mắt cô kém, cô nhìn nó không kỹ lắm. Trông nó to lắm. Ui, cái này có mở được ra không? Không, cái này không mở được. Không mở được à? Có bước vào được cái đấy vì cơn bản. Từ để cái đấy. Này cô ấy mạnh ra đây quá cho nên nó... Thế cô vào trong đây cô lấy cái gì? Cô vào đây cô lấy cái nọ để đựng cái đồ. Thế mà cô thấy con rắn thì cô đang sùa thì gặp các cháu đến chơi. Để đây cô vào xem nào, từ từ. Nó ra rồi. Ừ, hay là cô sùa nó ra rồi. Ui, đây này anh ạ. Đâu? Đây này. Đâu? Nằm ở dưới này. Ui, từ từ. Thế thì bê cái này ra, bê cái nồi ra. Bê hết cái nồi đấy ra. Đấy. Vẫn nằm ở trong góc đấy à? Cẩn thận nhá. Đâu, nằm ở trong cái đám cái cây chưa? Như vậy cái thùng xanh kia. Vâng, để con này đã. Để con xem bắt kiểu gì đã. Xem đầu nó ở đâu. Em xê hết những cái này ra rộng cho nó rộng. Thấy những cái cây này, cẩn thận nhá. Từ. Ui. Đầu đấy à? Từ xem nào. Ui ui. Mẹ ơi, đen xì to đấy. Ui, con này to rồi, đã man. Đây, bây giờ này lấy cái gì để đè đầu đi. Đấy. Lấy cái gì để đè đầu đi. Cô nhà cô có cái bao nào không? Đấy. À đây, cô bao đây luôn à. Đây, rồi để từ để đè. Thái cầm máy đây cho anh, để bắt con này đi. Cầm đây. Từ, xem nào, em có cái đèn nào. Ui mẹ, đầu này mẹ chết rồi. Cái này kiểu như hổ chú ấy sao. Con này như hổ chú ấy sao ấy. Cái đầu nó vằn vằn như thế này, hổ chú ấy sao. Nó vằn đầu hổ chú đâu. Hổ chú ấy. Từ. Ôi. Xoay đây. Hổ chú. Hổ chú. Kinh nhỉ, chú. Rồi, cô cứ đi tránh xa ra. Cô cứ đi tránh xa ra. Được, cái bao này.
rất là nguy hiểm đấy. Nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm luôn này. Rồi. Em bỏ tay ra, bỏ tay. Ui, chẳng giống sát đồng luôn. Sát đồng luôn mọi người. Con sát ngày đồng này nó bò vào rồi. Này đang ở ngoài đồng ngoài núi này nó bò vào. Này nó bò vào bếp này quá nguy hiểm luôn này. Ui, nguy hiểm luôn này. Đây. Đây, con lục bình lục biếc này nó chui vào trong đây, nó nằm vào trong đây. Chắc là hết rồi đấy, đi ra ngoài đi. Đấy, này khá to luôn đấy. Ngoài đồng ngoài áng, chú bò vào đấy. Sợ chưa, ộp sợ không? Dạ. Đấy, vất vất ở đây thì chốc nó cầm, nó chờ cầm cái rắn này phải mang đi thả này. Đấy. Thì ngày hôm nay con đến đây thì đấy, may chưa mọi người. Thế là đã bắt được một con rắn này. Dạ. Thế cô vừa đấy định vào lấy cái gì? Cô vào cô lấy cái ống đựng đồ. À. Cái hộp đựng đồ, nhưng mà cô thấy nó nằm đấy, cô sợ quá cô. Thế vừa nãy nó nằm ở giữa nhà. Nó nằm ở giữa nhà. Ôi giời. Ôi. Đấy, may nhá, may cho cô là nào nó không cắn đấy. Không cắn mới được, con gặp con cháu rồi, con cháu ấy con quá. Đấy, đấy là may chưa. Đấy, thì ngày hôm nay thì cũng nhân dịp gần cuối năm rồi. Thì con có một thái cà mên, một chút quà Tết gọi là gửi cho hai cô cháu để gọi là có một chút quà Tết. Và cũng có một số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến cho cô để cô có thể là có một chút để sắm Tết cũng như là mua sắm. Đấy. Ồ, vui không? Vui. Vui không? Vâng. Đấy. Con gửi cho cô nhá. Đấy. Thì cảm ơn cái số tiền này là của chị Hoa Phạm này và của một con của một một người nữa mà Đức Dưỡng quên hỏi tên, thì chốc nữa về thì Đức Dưỡng sẽ để tên trên màn hình mọi người nhé. Đấy. Thì sẽ từ đến Tết thì chẳng còn vài ngày nữa thôi, thì cũng mong gia đình gọi là có một cái Tết đầm ấm, rồi có thể là gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các cô và cũng chúc các cô sang năm mới có một sức khỏe tốt để gia đình đầm ấm rồi để công tác cho xã hội, và chúc các anh đi làm việc cũng mạnh khỏe đây để có cái sức khỏe tốt để gia đình đoàn kết này mạnh khỏe sang năm mới. Cảm ơn cô rất là nhiều thì lời chúc của cô. Đấy, thì ngày mai giúp quay trả lại đây trao cho cô một suất quà Tết bằng số tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi qua Đức Dưỡng để trao tặng cho hai cô cháu. Thì bây giờ thì Đức Dưỡng cũng sẽ lại phải tiếp tục đi đến những gia đình khác, thì hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo của những gia đình khác mọi người nhé. Mọi người xem thấy ý nghĩa thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là gửi những lời động viên tinh thần tốt đẹp nhất đến gia đình nhà cô Nơi cũng như là em Tây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cô Tây nó tên là gì? Hoàng. Tên là thôi, cho bọn cháu cứ gọi tên là Tây, gọi quen gọi tên Tây. Đây là hoàn cảnh cô họ gì nhỉ cô nhỉ? Tôi là họ Bùi Thị Nơi. Bùi Thị Nơi.
cô của em Tây, nhưng mà em Tây hôm nay là đi, chắc là đi chơi đâu ấy, không có ở nhà. Cô ơi, năm mới thì có chị tên là Phương Hinh, chị ở sống và làm việc tại Na Uy. Chị gửi cô, biếu cô 300.000 đồng để cô ăn Tết. Và các bạn ở trong nhóm này có tặng cô một túi quà Tết. Đây, túi quà Tết Hiếu cầm lên cho cô. Trong đấy có quà Tết và có cả bánh chưng. Thì năm mới mọi người tặng cô với lại em Tây. Chúc cô với em Tây sang năm mới có một cái sức khỏe dồi dào và cuộc sống nó sẽ ấm no hơn. Em thôi cũng cảm ơn các cô, chú, tất cả trong đoàn đã có lòng thảo tâm và nghĩ cô cháu tôi. Tôi xin thi. Cô với em xin con chúc các cô, các bạn tất cả sang năm mới này có sức khỏe mạnh khỏe này, gia đình hạnh phúc dồi dào để công tác xã hội. Vâng ạ, vâng, cứ mong cô có thật nhiều sức khỏe và em Tây có thật nhiều sức khỏe là tốt. Còn thế nha, cô nhận giúp cháu món quà nhỏ nhá. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn cô.